khổ ghê vậy đó. Rồi giờ bắt đầu thì bây giờ nè, cái bài này nè là cái bài minh họa lại một trang truyện tranh. Không biết thì chương trình học của các bạn lớp 8 á thì các thầy cô có cho các bạn làm cái bài này hay không. Cái bài này là nghiêng về cái chương trình chủ đề mới, đó là đồ họa tranh in. Thì tranh in nó sẽ chia làm hai loại: tranh in của mảng đồ họa truyện tranh và tranh in theo kiểu mảng chất liệu tranh truyền thống Việt Nam á. Thì ở đây á thầy hướng đến cho các bạn là làm một cái bài là tranh in, tức là minh họa một trang truyện tranh bất kỳ luôn, ở một cái trang truyện tranh nào cũng được. Tuy nhiên thì phải đảm bảo được cái thuần phong mỹ tục, với lại không có những cái mà khiếm nhã hình ảnh là được ha. Rồi ok, bây giờ bắt đầu mình chấm. Rồi bây giờ bắt đầu mình đọc câu chuyện các bạn nha. Xin chào, tôi là bánh bao. Còn tôi là táo. Tôi là cơm nắm. Chúng tôi là bạn thân. Chưa, từ từ. Chúc bạn một ngày tốt lành. Ủa, là câu chuyện hết rồi đó. Câu chuyện có nhiều á. Mệt. Câu chuyện có nhiều. Mấy đứa cho câu chuyện là bao nhiêu vậy? Bạn nào nói cái gì vậy? Bạn Kaji T ở Kaji S B C L ơi. Trước tiên mà trả lời cái comment của bạn á thì thầy nói luôn, người ta có câu á, ông bà mình có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở ha. Thành ra trước khi mà mình phát biểu cái gì đó thì tốt nhất mình phải tìm hiểu kỹ và sâu, ok ha. Kiểu như người ta đánh giá mình mà người ta lại đánh giá tới cái bậc bề trên của mình thì nó rất kỳ ha. Comment của bạn nói rằng mỹ thuật là môn năng khiếu, hiểu vì sao cấp 3 bỏ chưa, vì nó đéo quan trọng. Cái từ của bạn sử dụng ở đây á là một cái từ gọi là, có thể người ta nói là tục tiểu và nó không có lịch sự. Và cấp 3 lớp 10 đã bắt đầu học môn mỹ thuật và âm nhạc rồi bạn nha. Năm sau sẽ tới lớp 11, năm sau nữa sẽ tới lớp 12 luôn ha. Chương trình đào tạo như ở Mỹ ha. Cho nên là mình bớt bớt lại là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiểu, tìm hiểu sâu một xíu ha. Ok, rồi mời bạn ra khỏi cái buổi live của thầy, chúc bạn một đêm an giấc nồng ha. Và với cái tư tưởng của bạn thì thầy mong rằng là trong tương lai bạn sẽ là một người thành công và làm được giám đốc. Chúc mừng bạn. Ha, hiểu rồi ha. Mình phải biết mình đang nói chuyện với ai ha, và đang nói chuyện ở đây là tới 4-5 ngàn người để xem cái cách mình nói chuyện lận. Thành ra là thầy góp ý với bạn một cách chân thành nhất ha. Rồi chào bạn nha. Trời, sao nãy giờ năng lượng không tích cực gì trơn, mấy đứa bực mình quá, để tĩnh tâm cái coi, bực mình quá, bực bội. Nghe một tiếng chuông đi, bực mình à đó, nghe chưa? Thầy nghe xong thầy tỉnh ngủ liền, thầy tỉnh lại liền. Rồi bây giờ nè, tôi bực mình quá. Bây giờ nè, với cái gì nè, bây giờ mình phân tích chưa, từ từ phải phân tích nè. Tôi là bánh bao, các bạn nhìn ra được cái bánh bao không hả? Mệt. Nhìn ra được cái bánh bao không? Nhìn ra được cái bánh bao mới có điểm nha. Cái thứ hai là cái này là trái táo rồi ha, bánh bao táo. Rồi cái thứ ba là cơm cuộn, cơm nắm á, cơm nắm của Nhật Bản á. Ủa, tôi nhớ cơm nắm ở đây nó có cái đèn đèn ở dưới mà, ngộ quá vợ. Rồi bây giờ cute dễ thương. Tuy nhiên á, không, bạn là cố gắng hết sức rồi. Thầy nói này, thầy trừ bạn một điểm là vì không có chỉnh chu cái trang này thôi, chứ không có ý gì cả. Tuy nhiên là như thế này, bạn là một một người kiểu kiểu như phụ giúp gia đình đó, cho nên nhà có hoàn cảnh khó khăn thì dịp Tết có đi phụ ở trong cái đoàn múa lân ấy, thì bạn cũng có đi khắp xứ để bạn phụ á với phái đoàn. Thì cái môn, cái tiết của thầy sau khi Tết vô học thì ngay chắc ngày thứ hai, thì lúc đó bạn đang múa lân ở miếu bà chúa xứ núi Sam á, ở Châu Đốc, thì bạn không có về kịp và nguyên ngày đó bạn không có làm bài của thầy. Thì thế là buổi tối đó hả, bạn có nhắn tin bạn xin phép, xin lỗi rất là nhiệt tình. Và sau đó một ngày bạn vẫn vẽ bài bạn nộp, mặc dù nộp trễ. Thì thầy không có trừ điểm bạn, tuy nhiên thầy trừ bạn cái tội là không có chỉnh chu cái này thôi ha, để cho bạn nhớ chứ không gì đó. Thì như thế cho nên là thầy rất là ghi nhận cái tinh thần học của bạn, hiểu không? Tội nghiệp lắm, nói là hả thầy ơi hả, nhà khó khăn, thành ra hả là em phải đi làm. Một cái Tết em kiếm được có hơn 5 triệu mấy à, là nửa tháng Tết của em đó, để phụ giúp chị em. Với lợ nó là lớp 8 mà định nghỉ học luôn, nó chờ sao không cố gắng lớp 9 hả nghỉ, chứ lớp 8 thì hả công sức bỏ ra từ lớp 6 tới lớp 8 cái còn có 5 nữa cái nghỉ là uổng.
khó khăn thì cũng đã khó khăn rồi á. Thành ra các bạn nào mà cũng đang có ý định như vậy thì khuyên là một á là học hết lớp 9 chứ đừng có mà nghỉ giữa chừng, nó rất là uổng ha. Còn hai là học tới lớp 12 luôn. Tại vì á các bạn á, thường ở dưới quê các bạn có một cái quan niệm như thế này, tức là lớp 9 hoặc lớp 12 thì nghỉ được rồi, lấy cái bằng để vô ở Bình Dương, ở Tân Uyên, ở Thuận An rồi đó, để đi vào công ty làm, lương tháng cũng 5-7 triệu rồi, làm lâu năm được lên 10 triệu, 15 triệu không có đâu. Tại vì bây giờ thầy thú thật với các bạn nha, sinh viên đại học cao đẳng ra trường thì vẫn còn thất nghiệp, vậy nhắm mình lớp 9, lớp 12 có kiếm được việc hay không ấy. Thành ra là hãy nuôi ước mơ, đam mê, có khi đó là một cái mà cánh cửa mới cho mình ha, mình đừng có dập tắt ước mơ của mình. Còn nếu như mà nhà có hoàn cảnh quá đó thì á có nhiều cái hội khuyến học người ta giúp mình ha, các bạn nên cố gắng. Rồi thôi mệt quá giờ tiếp đi. Rồi bây giờ nè, hồi nãy là táo với lợi bánh bao đúng không, bây giờ mình đọc tiếp cái trang chuyện của bạn này. Bạn này là bạn Bủ Thuyền à? Bủ Thuyền cái gì vậy, con lu này bữa nay nó làm cho nó sủa dữ. Rồi giờ Bủ Thuyền nè, à, cái trang chuyện của Bủ Thuyền như thế này đó, đây thầy đọc cho các bạn nghe nha. À, đi biển á, là không thể, nhưng ta có thể dẫn con tới bể bơi. Cái đứa con nói lại, anh gia muốn được đi biển ấy. Thầy đọc lộn rồi mấy đứa. Anh gia muốn được đi đi biển thì ở trong tivi nó là bãi biển gì, bãi biển siêu gì đó, hiện đang rất đông du khách tới lướt ván. Cái cha nói là đi biển là không thể, nhưng ta có thể dẫn con tới bể bơi. Rồi đó, tới bể bơi rồi nè mấy đứa, nhộn nhịp nè, người que rồi đó. Và tiếp sau đó nhảy vô a rồi ha, bùm bùm bấm bấm rồi đó, con có vui quá không nhỉ? Gì chờ, rồi rồi sao, mình không thể hiểu nổi trẻ con là sao. Ủa cái trang chuyện của em sao mà nó nhạt dữ vậy, thầy không hiểu em đang kể gì. Sao ấy, mệt muốn chết à. Rồi bây giờ mình chấm tiếp. Rồi bài này bao nhiêu điểm mấy đứa, nên là nhạt nhẽo quá à. Nhạt nhẽo mà dễ không cần bố cục nữa, mệt muốn chết à. Rồi bài này 6,5, ghi cho chữ cho lắm vô, ghi có chút ép à, không có đọc được cái gì hết trơn á, khổ mấy em. Rồi giờ tiếp theo tới bài này là bao nhiêu điểm, chỗ Doraemon, Doraemon kiểu gì ngộ vậy, thêm mấy đứa bài này bao nhiêu. Rồi Doraemon ghé thăm Doremi hả? Hi em Doremi, chào anh Doremon. Gì chờ, bánh dứa của em nè, cảm ơn anh hết. Một câu chuyện thật là cảm lạnh. Mà ổng chết là mà vẽ anh gì nè, tôi không đồng ý. 5 điểm. Trời ơi, minh họa anh gì sao được. Cái này mới gọi là một trang truyện này. Đấy, thấy chưa? Tôi nói rồi, vẽ trang truyện phải làm sao? Đi nét chì, sau đó đi lợi cái làm ơn lấy bút like này nè. Đi lợi cái bút like này để cho nó giống một cái trang truyện các bạn đang đọc ấy. Trắng đen lên, hiểu không? Rất nhanh, gọn lẹ. Rồi, đơn giản như thế này, 10 điểm. Đấy, dễ không nào? Trời ơi, cái bài này hả? Mà ai mà bên anime này kia là hốt hàng liền. Doremi Bình Dương, gọi người ta đi. Người ta Bình Dương cũng nói nữa, buồn ghê vậy đó. Bạn nghe bạn buồn đó, nè, thấy chưa? Thành như thế này là thầy chịu biết sao không? Nó không có bị gắt, nó không có bị tưa. Ok được. Gì vậy? Mấy đứa ơi, chắc là thầy khỏi cần đọc cho mấy đứa nghe ha. Cái gì chẳng mấy cóc, con sẽ lên cấp 3 rồi sau đó sẽ vào đại học. Còn nếu thi rớt đại học thì cậu thích kêu tớ không? Tốt nghiệp đại học xong con sẽ trở thành một người thực sự, tức là sẽ thành lập gia đình, phải làm vợ. Có gì lộn, phải vợ lộn 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 phải lấy vợ. Mệt quá, mệt quá, đọc lâu quá thôi nghỉ đọc đi. Mà không chết à. Rồi ok, cô mi nữ thần sợ giao tiếp ha. Thật ra tớ muốn đi chơi cơ. Thôi ra, trời ơi, đọc lâu cũng chết rồi mấy đứa ơi. Nhưng mà bạn á, nè, mà thầy nói này, khi mà bạn viết chữ á, thì bạn rất là kỹ ha, từng chi tiết chữ luôn, rất là kỹ. Đâu đó rõ ràng ha, thành ra đây là một trang truyện nè, nó ổn nhất. Thầy nói này, mai mốt mình đưa cái trang truyện này nè, cho nó sụt cân ở dưới một chút xíu ha, để cho nó cân chỉnh cái bố cục cho mình ha, cho nó cân đối hài hòa. Rồi ok, mười phan không được. Theo chi tiết thì mình phải gắt lên chút xíu, tại vì á cái lớp này cái tỷ lệ chọi của mấy cái trang truyện tranh rất là mạnh ha, cho nên mà không được, cái này 10 chưa đủ 10 đâu, 9,5.
Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vẽ chồng sách hơi cực. Có nhiều cái bài gia đình á, thầy có like thì chấm cho các bạn xem chưa ta? Hình như không có hay sao á, bài thi là đề tài gia đình hay sao? Ồ, có cái bạn vẽ rất là nhiều chi tiết luôn ấy. Cực kỳ. Trời, ai vẽ thỏ bay màu vậy mấy đứa? Xe nè, để thầy đọc câu chuyện này cho mấy đứa nghe nha. Xe ôm không chị ơi. Không em. Tiếp theo nè. Xe ôm không anh ơi. Good. Tiếp. Xe ôm không bạn ơi. Tao đã chết mày bây giờ. Tiếp. Sao không ai đi ôm cái gì, sao không ai đi xe ôm mình hết vậy, cái bản mặt của mày vậy ai dám ôm. Trời ơi, vậy là mắc cười chưa? Thầy đọc thầy không có miếng nào mắc cười hết trơn á. Mệt không, bây giờ thầy không kêu nó là thỏ bảy màu, thầy kêu nó là thỏ bay màu được không? Mệt thỏ bay màu được chưa? Mệt rồi. Cái bài này bao nhiêu điểm? Trời ơi, 6,5 đi ha, là châm chế dữ lắm rồi đó. Của Thanh Lợi lớp 8A5. Rồi tiếp theo, hỏi nhạc màu chứ gì nữa, hoặc là nhạc nhòa hỏi bay màu đó. Rồi nè, cái trang truyện thế này nè, chắc là cái kiểu trang truyện như thế này ha. Nhưng mà khi mà mình vẽ trên cái trang truyện này nè, mấy bạn để ý, mình vẽ bằng thước mà mình còn đo lệch như thế này nữa là hỡi ơ rồi. Nè, vẽ bằng thước mà vẽ bị lệch như thế này nè, theo các bạn sao? Là sao? Trời, lớp 8 rồi, vậy là không được ha. Rồi. Vẽ bằng thước mà vẽ bị lệch như thế này là nó rất là ẩu ha. Ngày tiếp theo chơi xì dách hay gì vậy? Cái gì? Chín nút thắng chắc rồi. Buồn quá, nãy đem 100k, giờ còn 10k. Vốn cuối mà giờ bù là sao? Cái một giọng nói vang lên, mọi người bao nhiêu nút? Hạ bài xuống. Hạ hết trơn. Cái bạn này phán thêm câu nữa. Chết tôi rồi. Cái bài cào chung tiền. Rồi mắc cười chưa? Cờ bạc trượng điểm nha. Trời ơi trời, cờ bạc là phải trừ. Bây giờ tính là cho bài này 5 điểm, nhưng mà cái tội cờ bạc. Cờ bạc nè. Khổ hết sức. Cờ bạc là trừ 2 điểm. Rồi ok. Bực mình hết sức à. Bài này cho nhiêu? 5 điểm trừ 2 còn 3. Rồi nha, cờ bạc là phải trừ điểm nha. Ngày hội rau củ quả. Gì trừ? Sao giống thi hoa hậu vậy ạ? Tôi là cam cung cấp vitamin C, cà rốt cung cấp vitamin A, rau xanh rất tốt cho sức khỏe hết. Ủa là cái này là đang là cuộc thi hoa hậu hay gì? Hay là quảng cáo? Quảng cáo rau sạch hả? Tàn ác. Mà cái bài gì hả? Cái bài giấy gì nè, tan nát. Mệt ghê á. Cái gì nữa? Cái này là thi hoa hậu. Hoa hậu rau củ quả đồ đó mấy đứa. Cái gì ạ? Có bạn nào hỏi thầy gì vậy? Cái gì ạ? Có phan từ từ nha. Thầy ơi, cho điểm thấp như này có ảnh hưởng tới điểm trung bình của mấy em học sinh không thầy? Thầy trả lời cho em rằng nè, nó chỉ ảnh hưởng ngôn của thầy. Hiểu không? Tức là tất cả các bài thi trên lớp, tất cả các bài kiểm tra trên lớp đúng không? Cộng lại chia trung bình môn ra, cộng với bài thi nữa, chia trung bình phần trăm ra, trên 5 điểm là các bạn đậu. Trường hợp dưới 5 điểm thì đồng nghĩa với việc bạn bị hạ hai lực học, hai bậc học lực. Rồi chỉ có nhiêu thôi. Thành ra dưới năm thì các bạn sẽ bị tuột hai hai bậc học lực thôi. Còn hạng bao nhiêu thì thầy không biết. Thành ra thầy chấm dễ chết rồi nữa trời ơi. Có làm bài là trên 5 điểm hết rồi. Dương Ánh Vân nè nè, 30 60 nè, với là 10% mà nó quất tới 100% luôn là điểm thi á. Rồi ok, với cái bài này thầy xứng đáng cho em điểm này ha. Hai bình phương. Rồi. Cho nhiêu điểm được rồi? Cái gì từ từ? Cái gì vậy mấy đứa? Mấy đứa gì cãi lộn gì vậy? Mà nếu mình chưa hiểu bài mà hỏi lại thầy cô mà không dám thì sao thầy hả? Ủa có gì đâu. Thầy cô, ngoại trừ thầy cô đang kiểu như đang lu bu, đang nhức đầu thì em hỏi thầy cô hơi bực thôi. Chứ nếu như bình thường thầy cô vẫn vui vẻ mà. Ví dụ như giờ thầy đang phòng giáo viên nè. Trời ơi, ngày nào cũng vậy trơn á. Ngày nào cũng có một tấp học sinh đi vô kiếm thầy Vân hết trơn. Hỏi chi vậy? Hỏi bài. Trong khi mấy môn toán, văn, anh không ai kiếm trơn. Thấy ghê chưa? Mệt cũng chết à, anh diện không kêu gào thét tên em nè, em thấy gì không nè? Người ta bó tay bó chân á là người ta bó bằng cái gì tía, cái băng băng bó tay bó chân người ta màu trắng phải không? Đó là cái giải á, gọi là cái giải cứu thương mà. Nó giống như giải mùng vậy đó, nó giống như cái quấn sắt ướp vậy đó mấy đứa. Mệt cũng chết luôn á. Nè, mãi giờ quấn cái màu này là sao, ý gì? Vậy là cái loại này là loại thuốc nhuộm hay gì?
khổn chết à. Gọi gì chợ diện lưu giờ nãy là làng vậy. Trời ơi, từ từ mấy đứa ơi, con lưu nhà nó sủ á. Từ từ, ồn quá à. Gì trời. Con này nó bị sao á, bài hôm nay nhiều mà sao gặp nó nữa, không biết chấm chừng nào mới xong. Rồi bây giờ thầy đọc câu chuyện này cho mấy đứa nghe coi nó có cảm lạnh hay là cảm nóng không nha. Ê, nằm viện chán quá. Tụi mày ơi, có trò gì chơi không? Trời ơi trời. Mấy đứa này nó đang ngồi suy nghĩ. Để em đố anh gấu. Nó nói là đố đi. Đố anh bắt được em. Mờ muốn chết à. Mai mốt làm ơn đừng vẽ lời như thế này nha. Đã người ta què cái chân rồi người ta băng bó. Người đố anh đố anh bắt được em. Mờ. Được cái này là gây cười như là tốt. Ok xuất sắc rồi 7 điểm. Không nói nhiều. Mờ muốn chết. Thứ gì đâu á. Người ta què, người ta văng bó cái chân kêu đố anh bắt được em. Mờ muốn chết. Cái gì đây? Điều thầm kín. Trời ơi trời, em giải cái chuyện gì mà không điều thầm kín rồi ai muốn đọc. Cái này là chỉ có mấy bạn mới lớn mới dám đọc thôi. Bây giờ thầy đọc nha. Ê, chơi trò gì? Chán quá. Nó ghi chữ xấu hết sức luôn trời. Chơi gì? Chơi gì vậy? Cái gì vậy? Chơi gì? Chơi nói. Chơi nói gì? Cái gì? Cái gì vậy? Chưa. Nó vẽ cái gì không biết. Ok. Chơi gì chợ. Chưa, từ từ. Tôi đã từng trốn học 2 lần. À, cái gì vậy? À, còn tôi thì lại không gì. Không thể giữ kín những gì tôi. Tôi gì? Những gì tôi gì? Vì cái gì vậy? Người ta 3 dấu chấm này 6 dấu chấm luôn. Thôi tao về đây hết bài. Ủa là gì ạ? Ủa là sao? Cái này sao giống đi xin tội trong nhà thờ quá vậy? Đúng là những điều thầm kín. Ha. Mệt chết à. Đọc á là thầy biết em thầm kín rồi. Tại vì thầy đọc vô thầy không hiểu cái gì hết trơn á. Là thầm kín rồi đó. Mệt cũng chết luôn. Mệt. Nè về nhà chữ quá chữ cái ở đây trống quá không biết làm gì làm 3 dấu chấm cảm. Mệt ghê. Một câu chuyện thật là cảm lạnh. Nè cái bạn này hôm bữa phụ huynh điện con nè. Hỏi sao mà trả bài lại cho bạn vậy đó. Ừ con anh xuất sắc. Cái về cái kêu vẽ 3 dấu chấm vô. Mệt cũng chết rồi. Rồi 5 điểm qua môn. Quá mệt rồi. Thầm kín. Mệt cũng chết. Bài đặt điều thầm kín nữa. Bài đặt. Quá mệt rồi. Chưa từ từ chết bà. Này điểm rớt môn nha mà. Từ từ này danh sách. Không sao không sao không sao. Rồi tiếp theo. Người pizza gặp ác quỷ. Trời ơi tướng quỷ ơi. Thầy gặp em mà thầy không biết tên. Không. Chứ cần nhìn bà để biết em vẽ liền rồi đó. Chứ ai nữa. Tướng quỷ là chùm mà từ hồi đầu năm tới giờ. Bài đặt pizza với ác quỷ làm tớ à. Ngon bóng hởm cái gì. À, cái gì Superman với ba mẹ gì đó. Ừ. Bạn ghi chữ xấu quá để thầy đọc cho mấy bạn nghe. Mệt cũng chết à. 2 trang đầu không hiểu đang làm cái gì. À ác quỷ đó với cái bánh pizza đúng không. Gặp nhau đúng không. Rồi. Sao ngươi lại xuất hiện ở nơi đây? Ta đã theo ngươi được 20 năm. Rồi, từ khi ngươi còn nhỏ. Gì trời, là bây giờ em mấy tuổi rồi? À, là cái bánh pizza hơi bị thúi nha. Chết bà rồi, 25 năm rồi. Cái bánh pizza này hơi bị thúi nha. Thả đại ca tao ra, không thì tao sẽ giết ngươi. Trời ơi, trời, con người ác độc. Cái 2 cái bánh pizza bắt đầu cầm 2 cái đao lên nè. Tiếp. Gì trời, sao hù ai thế bạn? Chém bây giờ, trời ơi, cái thằng này nó ghi chữ. Cái bạn này ghi chữ giang hồ quá, cái bắt đầu đánh 2 ác quỷ đánh với 2 cái bánh pizza. Sao mày làm gì? Sao mày làm đại ca cái gì? Sao mày gì? Sao mày làm gì đại ca của tao? Cái gì chờ? Ghi chữ gì chờ? Cái gì vậy? Cái gì vậy chờ? Ghi không hiểu cái gì hết trơn vậy. Mệt cái câu chuyện gì đó mà mệt. Nó động cái muốn tiền đình luôn. Tối nay ngủ nhức đầu giật bưng bưng. Mệt. Thôi cho qua môn 5 điểm. Mệt cũng chết. Không hiểu luôn. Cái gì chờ tới nữa rồi. Người trở về. Sao mà có nét vẽ mò mà tôi nghi. Sao tôi vẽ dùm quá à. Đặng Hoàng Vương. Đây là cái đái xã hội nha.
ở dưới đáy xã hội có một cái bạn là Man City ha. Ủa Man City nữa em quen trời. Thì ở dưới đáy xã hội này nè, nó có một cái này là anh gì ơi, cuối cùng cũng gì anh bên gì, anh bên đội nào đấy, tôi bên pháo thủ mới ra à. Ừ cái gì trời. À, em làm sao vô gì trời, cái gì vậy? Ê gì trời, cái gì là hết rồi nè, là hết chân câu chuyện rồi nè. Trời ơi mấy em làm gì rồi, môn ngữ văn mấy em làm môn văn rồi, mấy em viết văn viết làm sao? Trời ơi sao vậy? Bây giờ dưới đáy xã hội cho nên thầy cho em điểm dưới đáy xã hội luôn 5 điểm, định cho 4,5 ở đau đớn, mệt muốn chết nè. Đó thà như vậy đi, người ta đọc vô cái hết hồn liền, thấy không? Đó thà như vậy đi ngon hơn. Thầy lắc luôn, ừ đêm nay lắc luôn á, mệt muốn chết à nè. Thà như gì thấy không, đẹp xuất sắc. Đây là một cái trang truyện hoàn chỉnh, các bạn ý bạn vẽ bạn tô nền đánh sáng tối rất là kỹ ha. Kể cả mấy cái phần mà suy nghĩ các bạn cũng vẽ ra, như cái phần là phần suy nghĩ của Conan nè, còn cái phần là cái phần Conan đang nói chuyện điện thoại với Giang hả. Đó là như vậy, thành ra là hả bạn rất là kỹ lưỡng như thế này thì nhiều thôi, lấy 10 điểm đơn giản, nó nhiều. Để thầy đọc cái đoạn này cho các bạn xem. Ủa thì cái này là chép lại một trang truyện mà em. Đây bây giờ thầy đọc nội dung trang truyện cho ha. Thì mới vô thì Conan đang nói thầm trong người đó là: nhưng khi nào tớ... Ủa gì trời, Phan đọc từ trái qua phải không? À tớ sẽ về ngay khi giải quyết xong. Cái đầu á, xin lỗi Ran, giờ tớ chỉ có thể nói chuyện qua máy đổi giọng, nhưng khi nào tớ phục hồi cơ thể và lấy lại giọng nói, lúc đó nhất định tớ sẽ cho cậu nghe giọng nói thật sự của tớ. Dễ thương không? Trời ơi cái đoạn này gì chứ, tình cảm lắm nè. Các bạn thấy Ran khóc chưa? Thầy cũng khóc rồi đó. Hu hu. Mệt chết. Rồi chơi, coi chưa, tiếp nè, mỏm chết ngôn tình gửi đi. Trần Cao Minh Vi lớp 8A5, đây là có là một cái trang tranh chuyện luôn ha. Cái này là xin cậu bé bút chì đúng không? Mẹ có bằng lái xe rồi đấy, trời ơi mẹ giờ mới có bằng lái xe rồi đi khoe. Alo, văn phòng trường mẫu giáo Asan, phải không à? Asan phải không? Asan chứ lộn. Dạ, tôi là mẹ của cháu xin. Tôi gọi để xin phép nhà trường cho cháu nghỉ học, nghỉ sai chính tả nha em. Bữa nay cháu vẫn còn sốt cao và ho nhiều. Trời ơi, sai chính tả tôi nhìn tôi chịu không nổi. Rồi dấu hỏi nha, nghỉ chứ không phải là suy nghĩ nha. Rồi tiếp theo, phải tranh thủ đi mua thuốc cho thằng bé. Đắp chăn che cái mũi cái miệng lợ thì làm sao nó thở khò khò. Rồi hết đó, câu chuyện có nhiêu á. Rồi mở cái khăn ra cái thấy nó đeo khẩu trang nữa. Trời tàn nhẫn rồi có nhiêu. Câu chuyện vậy. Mà ghê không? Khổ ghê không? Không có chút xíu nào là cảm lạnh luôn. Nó phải mắc cười như cái chuyện mà cái bạn mà nãy bị bó bột vậy đó. Đập vô cái cười liền. Mệt chết. Rồi ok ha. Gọi nhiêu đây lấy 10 không nói nhiều. Đơn giản. Gì đây? Hình như em thích màu này phải không? Em là nam hay nữ vậy? Nguyễn Thiên Lộc. Rồi thầy hiểu luôn. Cảm nóng. Thầy ơi thầy nói khỏe muốn chết đi, thầy là gì khỏe muốn chết? Cũng không mới gì nói thầy khỏe muốn chết. À, tức là nãy giờ thầy nói mệt muốn chết. Không mấy bạn vô chơi nó khỏe muốn chết. Hiểu rồi, mệt muốn chết, hiểu rồi đó. Trời ơi, em ơi, cái màu của em lựa chọn thật là mộng mơ. Trời ơi, tía, con trai mà thích màu này nè, mạnh mẽ ghê không? Giống thằng cháu con dưới quê á, nó thích xem Sakura mà nó thích thẻ bài màu hồng á. Mệt muốn chết à. Ủa màu mà nam tính kệ người ta. Ủa mấy bạn ngộ quá, bây giờ bạn thích cái màu này, giờ thầy binh bạn lấy về các bạn muốn làm sao? Đúng nhận sai cãi. Thầy nói vậy đúng không Thiên Lộc? Thầy đâu có nói về em đâu, thầy chỉ nói em là trời ơi mạnh mẽ, tự tin, khoe cá tính. Chứ thầy có nói gì đâu, phải không? Đúng nhận sai cãi, mà sai cấm cãi, cãi là cho rớt môn, không nói nhiều. Màu hồng nam tính kệ người ta. Màu hồng mang nam tính chứ ai nói màu hồng là nữ tính nào đâu, phải không Thiên Lộc? Mệt chết à. Rồi, ồ cái màu đẹp ghê ha, đẹp như bạn Lộc vậy đó. Mai mốt nhìn màu này là hãy nhớ tới Thiên Lộc nha. Câu chuyện của nó là: em đừng uống tăng lực nhiều hại lắm. Dạ thầy, em bỏ liền.
tốt tốt, cacao ít biết hết. Câu chuyện thật cảm lạnh. Mà ổng chết à, nó quảng cáo về sức khỏe hả? Em quảng cáo nước tăng lực hả? Trời ơi, thầy nghĩ nước tăng lực á nó phải nam tính chứ, tại sao em lại tô cái màu này vậy Thiên Lộc? Vậy là cái màu nam tính của em là màu này với họ. Vậy là màu này là mới có năng lượng cho em phải không Thiên Lộc? Mởm chết à. Rồi giờ cho bài này bao nhiêu điểm mấy đứa? Mởm chết. Cười muốn chết. Mệt hoài dạy thầy, không vui. Khỏe muốn chết. Ủa mấy em làm như thầy đang đi nấu cắm vậy đó, cắm thầy nói mệt. Đi nấu cắm mệt thì mình không dám nói, mình nói khỏe muốn chết. Còn giờ mình chấm bài mình mệt thì mình nói mệt thôi. Rồi ok, 6,5 điểm. Rồi tiếp theo. Ai à? Ai vẽ cái bài mà trên cái giấy này vậy trời ơi? Biết là tôi kỹ tính lắm không trời? Mà em giờ vẽ cái này nộp cho tôi. Bạn Duy lớp 85. Thôi được rồi, Duy vẽ nộp bài mượt được là thầy mừng rồi, biết sao không? Duy thì cũng dữ dội lắm á. Chịu vẽ bài là được rồi, chứ bình thường á giảng bài nhìn nó ngơ ngơ không hiểu. Mà vẽ được cái này nào là thấy mừng rồi. Có tiến bộ rồi, biết vẽ rồi, mừng quá rồi. Lớp 8 biết bắt đầu biết vẽ rồi nha. Mấy đứa thầy nói thiệt nha, mấy cái bạn này không biết vẽ căn nhà nữa. Căn nhà mà dấu sắc, dấu quyền, hình tam giác á, cái đưa hình vuông vô thành cái căn nhà đó, không biết vẽ luôn. Thầy dạy thì thầy dạy cái các bạn nó ủa gì hả thầy, sao nó dễ dữ, lần đầu tiên mới biết. Trời ơi trời, tôi hết hồn luôn. Tôi khỏe muốn chết. Bé chuột đi kiếm ăn thì cái câu chuyện của bạn là như thế này. Kiếm cái gì ăn thôi. Giống tôm và cherry quá ha. Tủ lạnh đây rồi. Cái nè, cái miếng gì? Cái miếng này kia, cái miếng gì quên rồi mấy đứa. Phô mát. Em vẽ cái miếng phô mát đó hả? Mệt em ghê vậy. Cái miếng phô mát hay phô mai gì đó, mệt cũng chết à. Rồi ở đâu đi kiếm ăn, cái có tủ lạnh sẵn luôn. Cái tủ lạnh của em như là cái ốp lưng của điện thoại nhà thầy vậy đó. Cái tủ lạnh giống ốp lưng của con tí đó. Mà nó hiếu là của mình không có dán thôi. Còn bạn vẽ thêm ngôi sao chứ mây trời vô. Mệt cũng chết à. Chết là không được rồi. Vậy là cái tư tưởng của bạn này là không làm mà cũng có ăn. Thì chỉ có ăn cái gì? Thì chỉ có ăn trộm thôi. Mà muốn chết à. Bài đặt không làm mà muốn có ăn hả? Vậy là bình thường là đi muốn đi ăn rồi đi mở củ lặng kiếm ăn thôi. Vậy là em sống như con chuột vậy đó. Em thật là sống hết kính em à. Mệt. Ai nói này cục xà phòng kìa. Có bạn nói này cục xà phòng. Cái chiếc tưởng tượng của em thật là phong phú. Mệt muốn chết. Rồi ok, chúc mừng em 3 điểm. Gì đây? Ha ha, mình đã biết cách làm bánh rán. Học làm bánh. Dễ cuốn hay ghét. Cái làm ra được cái bánh rán à, cái gì vậy? Ngon quá hết. Ở rau đâu? Ủa, Doraemon rồi cái rau nó đâu? Hả? Doraemon rồi rau đâu? Trời ơi trời. Mấy em vẽ mà mấy em vẫn mặt với tôi hả? Ủa cái này là Doraemon hả Doraemon? Phan, cái này là Doraemon. Doraemon ở ngoài sau nó có cái nơ. Cái đầu á nhìn ra ngoài trước thì nhìn nó thành hai cái lỗ tai ấy. Nhưng mà thật tất nó cái nơ này Doraemon. Doraemon em vẽ bị ốm đói quá. Thành ra nó mới đi học nấu ăn đó. Ăn xong rụng cái rau chứ gì nữa. Ăn xong rụng rau mệt nó chết à. Thiếu cái tai nữa. Ủa Doraemon đâu có tai đâu em sao vậy? Mệt, cái lộn, khỏe muốn chết à. Mệt, Doraemon đột biến á. Cái con này là tới 15 tỷ rồi á, mấy em mua không? Doraemon 15 tỷ nha. Mệt muốn chết. Rồi với cái này thì xứng đáng em được 4,5 điểm nha. Tại cái tội thiếu rau á, ăn bánh rán vô rụng rau. Lúc nào có rau là bánh tráng xong rụng rau luôn. Mệt muốn chết. Rồi muốn tiếp nè. Em đi đánh cá phải không? À bạn Băng. Chuyện chiếc thuyền ra khơi. Có chuyện này trên đời phải không? Để thầy đọc thử. Sắp ra gì? Sắp ra tôi biển à, sắp ra tới biển rồi. Rồi tới nơi rồi hết. Hết chương rồi. Câu chuyện của hai Trang à. Mộm chết. Mà sao mà em lựa cái màu nó mạnh mẽ, nó vui vẻ chứ ạ. Đi ra khơi mà cái mặt trời như là cái thiên thạch nó sửa sẵn rớt xuống biển như thế này rồi ai dám ra khơi. Rồi ra khơi mà cái màu của bầu trời như thế này chỉ có nước là sắp chuyển mưa thôi. Rất là buổi chiều rồi. Buổi chiều rồi.
Rồi ra khơi cái phần trắng trắng này phần gì vậy? Thầy không biết nữa. Em dễ thầy tưởng em ngồi trong cái hang động á. Mệt muốn chết vậy đó. Rồi ok. Mệt cái màu này giống bạn Duy nè. Bạn bạn này hai bạn này ngồi chung bàn chứ gì nữa. Rồi ok. Với cái này thì ok có tô màu này kia được. 5,5. Rồi muốn chết rồi. Nè thấy chưa? Có vẽ như thế này mới được. À, như thế này á, các bạn mua cho thầy thêm một cái cây bút lai ha, cái hiệu nó sẽ là như thế này. À, tôi không có BA để tôi bán hàng đâu nha. Nè, số 0.3 nha. Sau đó làm ơn làm phước lấy cái thước lợ ke cái hình lợ ha. Còn cái nào dễ vẽ, cái nào màu đen á thì đi mua cái bút lông đen mình tô vô là nó thành một cái trang truyện hoàn chỉnh như bài của mấy bạn hồi nãy vậy đó, hiểu không? Đó thì như thế này nè, khi mà các bạn ke rồi đó thì nó giống như thế này nè. Nè các bạn đi màu đen nè, bây giờ mình ke hình lên màu đen thôi để mình nhắn lên thôi đó. Nó như thế này ha, mình ke nét lợ như thế này đó. Rồi khi mà các bạn ke nét lợ á nó sẽ rất là dễ đó. Rồi sau đó các bạn bôi cái nét chì đi thôi à, đấy chưa, vậy là xong rồi đó. Đó, đây là một khi mà mình làm một cái bài á nó hoàn chỉnh á, sao các bạn nhắn chi tiết lên ha. Mà cũng chết là đọc chuyện bó bột đi thầy hả? Không, hồi nãy thầy đọc rồi mà. Nè, có ai muốn nghe lỡ không? Hồi nãy thầy đọc rồi mà cũng chết. Từ từ đây nè, để thầy đọc lại một cái. Nè, chuyện bó bột nó gì nè? Rất là hồi hộp, thầy đọc vô thầy giật mình luôn. Ê, nằm viện chán quá. Tụi mày ơi, có trò gì chơi không? Là cái thằng quỷ bó bột bị bó cái chân á, nó nói cái thằng thỏ bay màu á, nó nói lợ là để em đố anh cái này, anh gấu, cái ông nội gấu nó đố đi, đố anh bắt được em. Mà rồi à, nhiêu đây thôi, cái bài này thì ok được, nhưng mà cái độ nhắn của bạn á, nó chưa có đã bằng những cái bài khác, thành ra là nó chỉ ở mức độ là 9,5 thôi nha. Thật sự là muốn cho các bạn 10 lắm, nhưng mà nó chưa, cái tỷ lệ chọi của mấy các bạn vẽ tốt hơn mình nó quá nhiều đi, thành ra là mình không thể nào mà đứng cạnh các bạn trong cái bài của mình như vậy được, hiểu không? Rồi tiếp nè, như thế này nè, sau các bạn mà tô lại bằng bút lai rồi sau lấy bút lông đen á mình dập chi tiết lên là sẽ thành một cái trang truyện hoàn chỉnh luôn. Thì sau này các bạn đi photo ra trắng đen thì nó y chang như thế này luôn ha, rất là ok. Cái gì vậy? Bạn này của ai nè? Da mẫn nè. Ủa, da mẫn lúc nào da cũng tốt hết trơn, thấy không? Như thế này, nhưng mà so về cái chi tiết á giữa những cái bài kia đó thì cái chi tiết nó làm sao, nó cũng không có nhiều nè. Như cái bài này là quá chi tiết nè, nó không, nếu như cái bài này 10 điểm thì không thể nào cái bài này là được 10 được đó. Đó là lý do làm sao mà khi chấm cái tỷ lệ chọi á, nó đánh rất là cao là như vậy á, thành ra cái bài này chỉ được 9,5 thôi. Thành ra thầy cũng muốn cho 10 lắm, trường hợp nếu như mà không có cái bài này đi thì cái bài này đã được 10 rồi, hiểu không? Đấy là như vậy ha. Rồi thành ra chấm luôn cái bài này là 10 điểm rồi ha. Nè các bạn xem nè, chi tiết tường tận luôn, thấy không? Đó đó, một trang của bạn thôi bạn làm lâu biết là bao nhiêu mới xong đó, thấy chưa? Kể cả mấy cái sẹt sẹt của trang truyện nè, không đó, thấy chưa, thấy chưa, nó thấy chưa, thấy chưa, chuyện nhiều quá dài dòng quá hay lười đọc quá ha. Trời ơi, thật là hấp dẫn, trời ơi nó hấp dẫn gì còn rồi gì nữa, phải như vậy mới được. Thành ra cái này chỉ có 9,5 thôi, 9,5 vậy là chăm chế rồi đó, thấy không? Không, thầy này thầy cho phép các bạn sử dụng tất cả những cái gì miễn cái bài mình tốt nhất có thể là được ha. Rồi, ok. Cái gì vậy? Ai hỏi gì? Sao trường em học 89 không có học mỹ thuật vậy thầy? Vì trường em thầy cô không có đăng ký dạy đó, trường em thiếu giáo viên. Thành ra là em phải hỏi ban giám hiệu nha. Tại vì á em biết nè, giáo viên mỹ thuật á nói thẳng ra câu gì nè, nghe nó hơi phũ phàng, nhưng mà phải nói thiệt là làm giáo viên mỹ thuật á tiền kiếm được có nhiêu đâu. Một ngày của thầy thầy đi show thầy bằng tháng lương thầy đi dạy rồi. Thành ra giáo viên mỹ thuật khó khó tuyển lắm nha. Thầy phải tâm sự thật lòng với mấy bạn như vậy á. Tùy trường tùy nơi nữa nha mấy đứa, chứ không phải là ai cũng mà nhiều show hoặc là ai cũng nhiều công việc đâu ha. Có thầy cô người ta ra, người ta chỉ muốn đi dạy thôi, còn riêng thầy làm kinh kinh tế thành ra thầy đi show nhiều hơn. Mới vô động câu quay đầu là bờ hết. Bạn Đức Chí vẽ nè, ha, chịu khó vẽ dữ lắm á, mà bạn ghi nhiều quá thầy lười đọc quá à. Sorry bạn nha, bây giờ thầy chấm điểm thôi chứ động biết chừng nào mới xong ha. Rồi nhiều chữ quá. Ừ ơi gì, chờ em, con gái hay con trai vậy? Em vẽ con gái hay con trai vậy?
Trời trời, té con gái mà có 6 múi nữa, đâu có 8 múi lận. Phải không? Con gái tập gym đó. Giống cái bà gì mà coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó, đang 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 thùy mị nết nang không mở ra đứng ngúa cơ bắp, cái bị ông kia không bấm nút cái gớt. Mệt chết à. Mai mốt bớt bớt khoe body lại nha. Mệt ghê á. Mắc mới gì nói này, người ta là chị dậu giỡn mấy em sao á. Rồi ok, 7,5. Bị chị dậu người ta ốm đốm chết à. Chị dậu nào mà 8 múi chưa. Ghê quá à, 8 múi mà tới cái đầm thấy ghê quá à. Hello mấy bạn. Trời ơi trời. Mệt chết à. Mà chị dậu mà cơ bắp cuồn cuộn như thế này thì chỉ có là chị dậu lực điền thôi. Chị dậu này mà chiếc phè mà bà đặt đi quậy là ha, bà đánh tan xác, bà đánh tan xương nát thịt luôn. Chứ bà không còn bà đứng bà năn nỉ nữa đâu. Chơi em coi bà trao cao điểm nhất hả? Chưa, từ 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 nữa, sao nãy giờ có cái nét vẽ này hoài à? Tôi bảo đảm cái nét vẽ này là của Văn Chí. Chí làm thuê hả? Em vẽ thuê hay gì hả? Em đi vẽ thuê em bao nhiêu em khai mau, em đi vẽ thuê phải không? Hồi nãy giờ tôi thấy con nét vẽ màu à, mấy bạn nãy giờ xem like có thấy mấy bạn có để ý không? Đụng tới Doraemon là con nét vẽ màu à, chứ gì nữa. Khỏe muốn chết. Doraemon Bình Dương, Doraemon của Văn Chí mà. Giờ Văn Chí sống ở Bình Dương. Bởi vậy nãy giờ hả có nhiêu á, mệt lạng quạng vẽ gì là 5.000 bức nè. Vẽ cho nguyên lớp 30 đứa cũng kiếm được mớ tiền chứ phải dễ đâu trời. Còn vẽ gì xong cái người ta rớt môn. Vẽ gì sao hoàn thiện được mà không rớt môn. Tốn 5.000 còn em rớt môn nữa. Mà cũng chết, đúng là người tàn ác được sống thảnh thơi. Giả mướn thảnh thơi muốn chết. Còn ai mà hả, ai điểm sao kệ người ta, tao không biết. Chứ gì nữa, mà giả Doraemon thiếu rau nữa chứ tàn nhẫn muốn chết luôn á. Để ghi vô. Rồi rau đâu? Mệt ghê vậy đó. Mấy em sao ấy. Ủa, Doremi cũng có rau mà phải không mấy đứa? Doremi là không có tai, có tai luôn mà đúng không? Rồi ok. Mệt độc lạ Doremon đúng không? Doremi có rau ta, ta có rau vậy em có rau mệt chứ. Kim Lộc nha, 4 điểm. Rồi đó, công kỹ mướn không biết nhiêu tiền mà giờ rớt môn tàn ác, đúng là người tàn ác thì sống thảnh thơi, còn người muốn vẽ thì giờ rớt môn. Đừng qua mặt tôi. Nè ghê chưa, bạn vẽ gì đây? Phương Phương Chi nè. Nè thấy không? Các bạn vẽ này không? Rất là thấy ghê hồn chưa? Cái gì vậy? Nó có nói nó sống hơn 1.000 năm. Thật luôn à. Ủa đọc từ bên cha bên phải qua phải không? Cái chỉ số bá đao này là thế quái nào đây, lại còn được bảo bảo hộ gì, bảo hộ gì của nữ thần nữ chứ mèn đét ơ. Trời ơi, em là người miền Tây hả? Nó có nói nó sống hơn 1.000 năm thật luôn à. Thông thường nó phải là boss cuối cùng chứ nhỉ. Chú mày kinh khủng vãi ra. Trời ơi trời, có cái từ này tôi trừ điểm nha. Dê vậy tự nhiên nói điều hiển nhiên chi dạ, cái hết ở câu chuyện là nhiêu hả? Nó là có nhiêu thôi hả? Chuyện này em xem hồi chưa hả? Dữ dằn chưa? Không, cái này thì cho các bạn minh họa lại, vẽ lại một cái trang truyện mình yêu thích mà, cho nên bạn muốn vẽ cái trang truyện nào của mình thì được, miễn mà nó không có bị dính tới cái thuần phong mỹ tục với lại mấy cái cảnh mà không tốt là được rồi, còn nhiêu là được điểm hết. Ok chưa? Rồi ok, 9,5. Rồi ok, tiếp thấy ghê hồn chưa? Đó, một cái trang truyện hoàn chỉnh nhìn vô không nói nhiều 10 điểm. Đó, một cái trang truyện người ta đầu tư như thế này. Không, thầy coi, thầy cho scan cho hết. Tại vì chi tiết quá nhiều thầy cho, còn chi tiết dễ thì không có cho, hiểu không? Trời ơi, mấy em hiểu không? Hả? Ai nói vậy? Cái gì? Ai nói gì vậy? Chưa, từ từ. Thầy cho em mượn 2k rửa xe để thầy. Không bé ơi. Không nha bé. Thôi cái này ai đọc đọc đi nha, chứ nhiều quá thì lười đọc lắm. Trời ơi, tôi đã tôi cận thị rồi mà ghi chữ lắm vô. Hết mệt rồi, giờ khỏe rồi. Ủa em vẽ gì đây? Đây là truyền thuyết con gà và quả trứng gà, cái nào có trước phải không? Cuộc đời của chú gà, để thầy đọc cho mấy em nghe nha. Một quả trứng đang nở, nó đang rung rinh. Ê,
Em vẽ cái này ở dưới quả trứng là em vẽ cái gì? Trời ơi, ở dưới quả trứng em vẽ cái gì mà nhìn thấy ghê quá vậy? Rồi, cái quả trứng rung rinh rắc rắc. Cho thầy hỏi là cái cục đá đó hay là cái cục đất vậy thầy không có biết. Nhưng mà tại sao cái phần trứng ở đây nó nứt á thì nó nhỏ xíu à. Mà nó qua đây cái nó còn hơn cái cục bột nữa. Nó là bột nở hay gì mà sao nó nở nhanh vậy ạ? À? Mởm chết à, cái rắc rắc. Chú gà đã ra đời. Chú gà đội luôn cái trứng gà ở trên. Rồi bắt đầu giống phim Tom và Jerry rồi đó. Cái 2 ngày sau, chú gà con và gà mẹ đang đi kiếm ăn. Gà mẹ đẻ được con trứng một. Cái ông chủ vậy nè, con gà này ngon quá, chú gà nhỏ sắp bị giết. Ôi tàn ác không trời, ông chủ này vô duyên trời Phật ơi, trời người ta mới nở có 2 ngày đem đi nướng người ta rồi. Rồi sao không nướng con gà mẹ đi? Mấy em sao á, chú gà đã bị làm thịt. Trời ơi, thật là tội nghiệp. Làm thịt bằng cách nào? Đó là quay như thế này như là đi cắm trại vậy đó. Sau đó nè, 1 năm sau, thế là 1 năm đã trôi qua, thế là quả trứng rắc rắc, cái này chắc là vẽ trên đám mây rồi đó. Một chú gà khác đã ra đời, nở ra con gà trứng này nó còn ú hơn con gà lúc trước nữa. Cái tiếp theo, chú gà cùng mẹ đi kiếm ăn, trứng này con gà mẹ nó còn hơn là cái xe hủ lô nữa. Cái tiếp theo, gà mẹ đã bị trộm, kể từ đó chú gà phải sống một mình. Ủa là hết câu chuyện. Thầy tưởng là ông chủ ông bắt thêm con gà này ông quay lần thứ hai chứ. Mệt. Hơn không cái trộm bắt con gà mẹ hết trơn rồi. Trong khi con gà mẹ lúc đầu nó ốm 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 o gầy mòn vậy nè, sau khi con gà con bị ăn chắc nó cũng thảnh thơi lắm. Cái nó ú nù như thế này nè, em làm như là em dạy con chó nhà thầy nữa. Con gà này nó mới ăn trái dưa hấu không? Con gà mới ăn trái dưa hấu chứ gì nữa. Trời ơi, trái dưa hấu biết đi ông nội ơi. Câu chuyện thật là cảm lạnh, thầy có không có cảm động được. Thầy cảm lạnh nha, cảm sốt, cảm nóng rồi đó, cảm cúm rồi đó, mỏm chết. Rồi ok với câu chuyện của em hả, em xứng đáng được nhiêu điểm? Tôi nhìn cái này là tôi không đồng ý rồi à. Cái cục ở dưới cái trứng là cái gì nha, kỳ cục quá. Khỏe muốn chết, khỏe quá trời khỏe luôn, hết mệt rồi mấy đứa. Hết mệt rồi, bài này xứng đáng em được 4 điểm nha. Rồi chúc mừng em. Bài này là chủ đề đồ họa chuyện tranh em ơi. Củ khối 8. Cái gì vậy? Dạ cái gì vậy? Đây đây, bím bon, bím bon, bím bon. Cạch, mở cửa ra hết. Câu chuyện của em là mở cánh cửa tâm hồn hả? 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 Hay là mở cánh cửa ước mơ? Biết chuyện Conan rồi, cái này là Ran phải không? Ran hay là ai nào quên rồi? Cái này là Ran đúng không? Hay Ra đúng không? À, gào thét tên em đi hả? Chào đi đô. Rồi ok ha. Rồi mệt ghê, câu chuyện thật là tối giản tại vì lười ghi á. Rồi câu chuyện này bao nhiêu điểm mấy bạn? 7,5 điểm hả? Ok sao hiểu ý thầy vậy, định cho 7,5 mà có người nói đúng rồi. Rồi tiếp theo nè, dễ thương chưa nhóc Nico nè, tầm 12. Cái này thì bạn vẽ cái nét nó không có chi tiết bằng những cái, tức là có nhiều cái mẫu chuyện á thì nó không không có đánh vào cái chi tiết nhiều mà nó đánh vào cái sự dễ thương của cái sự của nhân vật á, thành ra là những cái chi tiết dễ thương thì nó sẽ theo cái mảng hình chứng phụ khác, còn những cái chi tiết mà nó rạch ròi á, nó cực kỳ mà từng chi ly á thì nó sẽ khác ha. Chưa, từ từ nha, có cái bạn nào không đồng ý với, đang nhắn tin với thầy ai à? Thầy ác quá, chấm bài toàn chấm 4, 4.9 đi thầy, cho nó tức. Trời ơi, ai ai nhắn tin cho thầy nói câu đó buồn hả? Quân Quân ơi, sao em nói gì hả? Rồi ok cái bài này 9 điểm ha. Rồi tiếp theo bài này 9,5 đi, nó rất là dễ thương thiệt sự. Rồi ok nè, thấy chưa, một cái bài nó như thế này nè, nhìn vô nó bắt mắt người xem ha. Cái thứ hai là nó bài nó rất là chỉnh chu. Ồ, cảm ơn các bạn đã tặng hoa tặng quà cho thầy nha, thả tim cho thầy, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Trời ơi, mỗi người mà thả chừng 3.000 tim thôi là nãy giờ thầy cũng được mấy trăm ngàn tim rồi đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Ủa em ơi, đi mà cái gân chân nổi lên luôn là biết cỡ nào đó. À ồ rồi ha, xuất sắc. Thầy lười đọc quá, chừng nữa mấy đứa chịu khó đọc lại giúp thầy nha. Lê Quốc Bảo nè, rồi 10 điểm. Quá đẹp. Đó, thấy chưa? Phận vẽ thuê ghét, vẽ quên cái râu. Nè mấy đứa. Doraemon sợ chuột. Ví dụ như bây giờ mình không có nói á, thì người ta cũng biết là Doraemon nó sợ chuột.
ha, và nó thích ăn bánh rán, cái đó là cái chuyện dĩ nhiên rồi ha. Rau đâu? Ủa gì ha? Rồi mỏm chết à. Rồi hồi nãy cái chuyện kia là bao nhiêu điểm hả? Trời ơi cái này vậy hả? Không, bực mình hết sức à, tôi quá bực mình rồi. 4.9 hết đi, 4.9 hết, cái tội giải giùm là cho 4.9 hết, đâu mấy bài 4 điểm đâu rồi, cho 4.9 hết luôn, bực mình hết sức luôn. Đây mắc công á hả, tụi nhỏ nó phân bì 4.9 hết. Chưa, từ từ nha mấy đứa, từ từ nha. Đâu rồi? 4.9 hết. Rồi ok luôn. Có mấy bài hả? Mấy bài hả? Bực mình hết sức vậy đó. Rồi ok luôn. Rồi ok, hết rồi nha mấy đứa. Nè đây. Ê gì mà bài này được 5 điểm, trời ơi trời. Trời trời. 5 trừ 0.1 4.9. Xong. Mấy em muốn làm sao? Số phận dễ dùm hả? Mai mốt bỏ cái tờ giấy giùm nha, chút xíu tới cái bài đức trí á, ủa lộn, tới cái bài dân trí á, mấy bạn nhắc thầy trừ điểm dân trí nha. Ừ, thầy sẽ đếm số lượng bài vẽ thuê bao nhiêu bài, thầy trừ cứ mỗi bài thầy trừ điểm. Ừ vậy đó, tôi vậy đó. Trần Thành Nguyên, Nguyên ơi em là một người yêu thiên nhiên và yêu động vật đúng không Nguyên? Em là người yêu côn trùng đúng không Nguyên? Tội nghiệp Nguyên. Câu chuyện của em là cái gì? Wow, ước gì mình có thể bay giống bộ rùa. Gì trời, gì vậy? Tối tối rồi đi ngủ thôi à, sau bướm thử ấp kén đi, cái à, con bọ nó ngủ cái mặt trăng ba lớn vậy nè, cái sau bướm ba lớn cái đi ấp kén, cái à, ấp kén nhanh thế, ấp xong rồi là trời sáng rồi, sau một đêm là ấp xong rồi cái trời sáng rồi, đi chơi thôi mình có thể bay rồi. Ủa là hết chưa? Sau bướm hả? Ừ mình là sau bướm nè. Xong cái hai con bay đi chơi với nhau và từ đó hai người hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đó là cái kết của chuyện cổ tích đó. Rồi với cái cách vẽ dễ thương của em xứng đáng được 6 điểm. Ủa? Ủa? Bài của Trang Trí đâu mấy đứa? Chưa, Trần Trí Đức bị phạt Trang Dung nè, thành ra giả bù ha. Nhưng mà không chấm, chấm bài này thôi, ta chấm Trang Dung rồi. Rồi, bài có nhiêu không? Denji cái cầm cái bánh kem a à, ừ hết. Câu chuyện thật cảm lạnh, thật cảm động, xuất sắc. Bùm. Rồi bao nhiêu? Ờ bài này xứng đáng ha, 8 năm. Khoan mấy bạn ơi, từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Từ từ nha, để thầy coi lại coi. Ủa lớp này có nộp đủ bài chưa nha, từ từ. Để thầy kiểm tra lại cái. Mấy bạn đừng có đi nha chưa. Trời ơi mấy bạn ơi, bài của lớp 8A2 này vẽ đẹp dữ lắm, vẽ chi tiết còn hơn 8A5 luôn. Trời ơi, mọi lớp nào tao nói hả nó. Còn cái bài của lớp 8A1 á là dùng họa tiết dân tộc để vẽ thiết kế áo dài. Đó. Trời ơi im lắm mấy đứa, từ từ. Thầy chấm điểm cái bài này thầy khoái ơi là khoái luôn á. Còn 8A4 vẽ cũng tốt nữa nè. Nè nhá hàng cho mấy bạn cái bài mà cái bài của hai cái bạn kia lớp 8A4 á, vẽ cái bài của tuần sau nè, đề tài tự do các bạn nó vẽ nè, nó hai bạn nộp bài sớm nhất luôn, còn khối có hai bạn nộp bài sớm nhất á, cho các bạn xem luôn á, thấy ghê chưa đó. Rồi vậy là có nhiêu đây thôi đúng không, để thầy kiểm tra lại cái bài của Văn Trí coi nó nằm đâu chưa. Từ từ nha, sẵn tiện đó thầy cho các bạn xem bài lại luôn nè ha, đẹp quá ha. Rồi ok, này bạn này có ý lắm cho nên là lên 6 năm ha. À, 5 điểm trừ 0.1 còn 4.9 nha. Ừ, chúc mừng em cái tội mà thuê người ta vẽ đó. Minh Tân cho chừa nha Minh Tân. Gì trời, không có tên hả? Ủa đâu? Minh Đăng, tội nghiệp Minh Đăng. Kim Lộc, nghiệp quật nghiêm Kim Lộc nha. Tiếp theo người cuối cùng đó là ai à? Tiến Khoa, tụi em chắc là nhà giàu dữ lắm. 4.9, cái bà con gà 4.9 mắc cười ghê. À thì ra là của Huy, Gia Huy á, Hoa, Gia Huy đẹp trai á, được vẽ chân dung rất là nhiều á. Đây là chính là bài của Gia Huy vẽ nè, có rất là có ý, rất là có máu hài nha. Nhưng mà đoạn kết chưa đủ vui. Cái đoạn vui nhất là cái đoạn con gà quay này nè, còn cái đoạn này chưa có vui.
Đó, cái này 10 điểm các bạn thấy không? Kinh chưa? Phải như thế này mới được. Cái gì? Văn Chí lo làm vẽ cho người ta, còn bài của nó vẽ không kịp. Rồi ok Chí luôn. Vậy là xong rồi đó Chí. Cuộc đời của em như vậy là xong rồi đó. Rồi ha. Không mà phải để coi coi phải coi là Văn Chí không có nộp bài hay hay sao nha. Tại vì thầy chấm hay vô điểm hay không có nhận thêm bài nữa. Bài kiểm tra một tiết mà chờ mà tôi bực, tôi mắc cười nhất là cái này Văn Chí thì ra cái này là bài của Văn Chí. Thì ra Văn Chí là cái bài đố anh bắt được em. Mở chết anh Trung. Dễ vậy nè. Dễ bó bột cái chân nha. Ê nằm viện chán quá có gì chơi không? Thằng quỷ bó bột hỏi con hỏi màu vậy đó. Cái hỏi màu nói em có câu đố này cho anh nè, hỏi đố gì đố anh bắt được em. Thứ gì đâu mà khốn nạn hết sức. Sống ở đời đừng có mất dạy nha con. Mệt. Rồi ok nha. Nhưng mà vui thì vui nhưng mà trừ thì trừ nha. Giờ đếm lại trừ điểm giống gì. Hồi nãy giờ dễ giùm bao nhiêu bài rồi. Từ từ. Đừng có qua mặt tôi. Mắc cười nhưng mà vẫn trừ điểm nha. Chưa từ từ nha. Một bài dễ giùm. Hai bài dễ giùm. Ba bài dễ giùm. Bốn bài dễ giùm. Trời ơi 7 trừ 4 còn 3. Rồi chúc mừng em 3 điểm. Vừa em lắm. Vừa em lắm. Phải như vậy mới được. Em là cái người làm cho thầy vui nhất cái lớp này đó. Mà cái số phận em đúng là cuộc đời đưa đẩy, không bao giờ được trên trung bình. Cái bài chân dung cũng dưới trung bình. Cái vẽ là bài thứ hai nộp. Cái bài này vẽ trên trung bình. Cái vẽ giùm người ta bị trừ cái dưới trung bình tiếp. Vừa lắm. Mà không chết à. Rồi bài này 0,5 nha. Chiếc thuyền ra khơi, câu chuyện của nó là như thế này. Sắp đến nơi rồi. Cái chẳng hạn đến nơi rồi hết. Còn này là không làm mà có mà muốn có ăn nè. Mà bạn thì bạn thích màu hồng ha. Bạn thiên lộc, nam tính, mạnh mẽ ha, bia nước tăng lực, nhưng mà bạn thích màu hồng ha. Cuộc sống bế tắc, cuộc sống đưa đẩy thì đành phải đi làm bia quảng cáo. Nhưng mà kiểu như bia vẫn tự tin khoe cá tính của mình. Bài này dễ thương à, đó không đó mấy cái bài tốt nhất đó. Rồi cái bài này 5,5 đi ha, chịu khó tô mài hầu ha. Nhưng mà tôi nói này mai mốt ghi chữ bự bự lên nha, thầy cận thị không thấy đường rồi mà ngộ em sao á. Rồi cái bài này xứng đáng 5 điểm nha. Người visa gặp ác quỷ, câu chuyện ghi ra không ai đọc được luôn, chắc cô ngữ văn buồn em lắm. Cái này 4,5 nha. Điều hàm kính của em xứng đáng được 4,5 điểm nha. Hổm chết à. Cái này là hai bình phương nha mấy đứa. Hai bình phương là nhiêu điểm? Ôi trời, hai bình phương là 4 điểm rồi đó. Mệt muốn chết à. Mệt. 1,2 bình phương. Rồi ok ha. Không, 1,2 chứ mất công nó là một dấu chấm là dấu nhân. Rồi em được 1,2 bình phương rồi đó. Chúc mừng em. Tự tính điểm ra nha. Cái này 3 điểm. 5 điểm mà cái tội cờ bạc trừ 2 còn 3. Ha. Rồi. Cái này 6,5 điểm là tôi du di cho em lắm rồi đó. Biết sao không? Tại vì em hài hước ở cái khúc này nè. À, nó hỏi đi xe ôm không, cái thỏ bé mạo nó không, cái hỏi con khác đi xe không, nó kêu cút, cái tớ đứa khác nữa nó kêu đi không không, hỏi sao mày đi chơi, nó tại bản mặt của mày không ai dám ôm, hoặc là phủ phàng đó như thế này ha. Khi mà một bài á, các bạn vẽ đó, đây mới là một cái minh họa truyện tranh nè ha, nó rất là dễ thương ở ở những cái nét vẽ và cái nét hình. Tất nhiên các bạn sao chép lại một cái bài, một cái chuyện nó đã có một cái cốt lõi và một cái hình nét sẵn rồi, thì cái yêu cầu của thầy á muốn các bạn là làm sao để các bạn sao chép lại mà nó y chang chi tiết như một cái người họa sĩ truyện tranh người ta vẽ một cái trang truyện vậy đó. Thì khi đó nó giúp cho mình cái sự chỉnh chu hơn á. Cái yêu cầu của bài này là như vậy thôi. Ok hen. À. Bài này 6 năm hả? Trời ơi sao tôi cho em 6 năm vậy? Không muốn cục hết trơn rồi sao cho 6 năm vậy? Trừ 1 điểm còn 5,5. Cái này á là thầy cho điểm cố gắng nha. Bạn này là bạn nhà có hoàn cảnh khó khăn á, rồi đi làm vì phụ phụ giúp gia đình rất là nhiều, cho nên thầy cho điểm này kia thôi, chứ không có là kiểu như thiên vị cho bạn đâu ha. Giữa một cái lớp ai cũng là hả, cha mẹ giúp hết trơn, còn cái này á bạn phải tự bươn vào để có ăn thì nó phải khác đúng không, nó phải bạn phải cố gắng còn nhiều hơn các bạn khác nữa, cho nên là hả, thầy cho điểm như vậy là ủng hộ tinh thần của bạn.
mà nghe đồn nó hết lớp 8 nó nghỉ rồi. Rồi đâu rồi bài của chưa, từ từ nha, bài của Dân Trí đâu rồi, để coi lại coi. Bây giờ hả, bài của Dân Trí là 3 điểm, 3 điểm thì bây giờ thầy sẽ cho em là 2.9. Rồi ok, vậy là 7 phải trừ 4.1. Rồi rồi, cảm ơn em, tội nghiệp Dân Trí, cuộc đời Dân Trí tan nát từ đây và cái bài này không gỡ điểm được nha Trí à. Chúc mừng nha Trí, tội nghiệp Trí ghê. Để thầy lưu điểm cho Trí luôn nè, 2.9, ở đâu có danh sách sẵn luôn. Rồi 2.9 điểm nha, bài truyện tranh 2.9, để mai mốt thầy đổi danh sách mới. Rồi nhưng mà thầy phải ghi vô để thầy nhớ cái điểm của em. Rồi 2.9, trời ơi nhìn vô tưởng 29 điểm. Trời ơi trời, xuất sắc, tội nghiệp em. Ai biểu cái tội giải dùm, cái tội giải dùm là gì đó. Rồi bây giờ thầy sẽ cho mấy em xem lại một lần nữa còn nghỉ nha, khổ quá à. Ai biểu cái tội giải dùm, nó gom biết bao nhiêu tiền rồi, bây giờ hả bạn phải bị rớt môn thôi. Vừa muốn chết, phải vừa chứ em, không vừa sao được, không vừa thì thầy tức. Thầy phải làm đã cái nư của thầy thì bạn phải rớt thôi. Cái này thầy nói này, 7.5 là du di nha, tới giờ tôi nhìn sao tôi muốn lại trừ điểm còn 7 điểm hết sức rồi. Tại vì cái tội gì nè, cái tội gấp gấp gì nè ha, nhưng mà thôi lỡ chấm rồi. Rồi ok, bài này lên 10. Rồi. Rồi. Bài này là thầy rất là thích Pokemon luôn á. Ha, bài này là ok nhất, ha không? Chi tiết tường tận luôn. Cái bài này là phải đứng ở lớp 82 mới đúng, tại vì 82 á toàn là vẽ mấy cái bài chi tiết y chang như thế này không. Mấy người như thế đó. Còn 85 thì chỉ có một bạn thôi. Ngày mai tới lớp 82 thì mấy bạn sẽ gặp thứ dữ không? Mấy bạn sẽ gặp bất ngờ. Ngày mai chấm lớp 82 nha mấy bạn. Mệt. 3 điểm nhìn ngước mắt, 2.9. Mệt chết. Ngày mai hả? Ngày mai 8 giờ rưỡi thì like đó. Nhớ vô coi nha Hùng. Chưa, từ từ. À, hình như tí ơi, tí kêu anh Trung bấm cái mạng wifi Cule đó. Cule là cái gì? Là không dám đâu phải không? Trời, mặt khẩu gì ngộ vậy trời. Ờ quên, sorry các bạn nha, thầy đang like mà hay có người hỏi mật khẩu wifi tức quá phải nói. Rồi ok, mệt ghê á, 4.9, trời ơi cái lô giải dùm dưới trung bình hết trơn, gớt môn hết trơn rồi. 4.9 thì các bạn thi phải được trên 7 điểm thì các bạn mới chia ra mới đậu nha, chứ không thôi chia phần trăm ra là điên á, đi xỉu ngang hết á, mệt ghê tàn ác cái tội giải dùm á. Rồi ok. Rồi à, nói chung thì cái buổi live hôm nay á, lúc đầu vô thì có hơi buồn bực cái lớp 74 tí à, thành ra là hơi căng thẳng chứ không có ý gì hết trơn. Nhưng mà sau tới cái này thì thầy rất là vui vẻ rồi. Lớp 8 lúc nào cũng năng lượng tích cực mà đúng không. Rồi à, nói chung thì lâu lâu giải tỏa cái tâm trạng chút xíu. Thì thầy không biết các trường khác có cái chủ đề là đồ họa truyện tranh trong cái chương trình mình học hay không. Nhưng mà riêng học với thầy thì thầy sẽ cho tất cả các bạn á học nhiều cái thể loại của hội họa luôn, để cho các bạn mai mốt các bạn đi thích chuyên ngành gì các bạn đi nó dễ và mình cũng biết nữa. Ví dụ như hội họa nè, đồ họa nè, thiết kế đồ họa nè, thiết kế truyền thông đa phương tiện hoặc là media, các bạn đều nắm được cấu trúc đó, để sau mai mốt mình lên đại học mỹ thuật hoặc là cao đẳng mỹ thuật đó mình nắm được cái cấu kết bài nhiều hơn. Ok ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem buổi live của thầy. À, cảm ơn các bạn, các anh chị nè, rồi các bạn đồng nghiệp cũng như là các cô chú anh chị, các phụ huynh, các em nhỏ luôn đã dành thời gian á. Thầy biết là có nhiều bạn bây giờ là có nhiều bạn bị ba mẹ nãy giờ la đó, la là kêu ngủ sớm đi chứ nãy giờ mà lên bấm điện thoại hoài, là dành thời gian để xem live của thầy, thầy biết chứ. Cho nên là thầy cũng cảm ơn các em rất là nhiều luôn. À, mong rằng các em luôn luôn theo dõi và nhớ, ví dụ như mà muốn xem lại thì nhớ vào kênh YouTube của thầy á. À, cũng là hoài sinh dễ dẻ luôn. Thì mình sẽ xem là cái buổi live hôm nay ha, sau một ngày thì sẽ đăng lại cho các em xem. À với lại á, cũng
Cảm ơn các em mà trước cảm ơn sao thì cũng mong quý phụ huynh á thông cảm một chút xíu, ví dụ như có trễ một chút xíu nhưng mà các bạn vui và cũng biết được cấu trúc bài thì đó cũng là một cái bài học về kiến thức cho các bạn á, thành ra là như là một cái buổi học online đi ha, thành ra là mong quý phụ huynh cũng thông cảm cho con em của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, rồi ngủ ngon mơ đẹp nha. Bài thầm kín 4.9 cho đẹp gì thầy hả? Rồi ok chút xíu sửa lại 4.9. Rồi bye bye mọi người.